Vâng, bà con anh em, đây tôi mới sắm được một cái cần bút. Cái này trên mạng bán khá nhiều, tôi thấy hay hay, tôi lấy về để tôi đi câu rô phi. Câu rô phi cái này dòng nó mới thích. Đây, tôi xin giới thiệu với anh em cái này. Đây là cái mồi rô phi vừa trộn xong này, bé thôi, tí bằng 1/3 nắm tay. Đấy, đi câu rô phi câu về thế thôi. Đây cái cần bút này, giới thiệu với anh em cái này rất xin là hay. Đấy, bé tí luôn. Đó. Nó chỉ được mấy chục phân thôi. Là chỉ khoảng xem 1 mét, à 1 mét. Đấy, này câu rô phi. Đấy, cái này nó giật thì rất chi là phê, rẻ thối, mua về để câu chơi vậy. Ok, tí nữa sẽ đi test xem cái này nó Đây như bà nào nhé. con này, lục phao cái cần nhỏ ha. Đây mùi về này, tôi về phát đóng ngày mà mỗi tội cái này. Ăn thì chắc chắn là ăn rồi, nhưng mỗi tội cái cần bé này thì không biết là có giật được hay không. Đấy, cái này chắc chỉ câu lưỡi đơn ngâm cá chê đồng thì chắc là ok rồi. Ok, một tay xó đèn một tay câu luôn, xem nó như thế nào. Rồi đây, ok, đánh bắt đầu cần, nó xích vào đây một chút dễ nhịp vào đấy, nháy luôn ấy. Cần là cong vút này đấy, đóng lô phi rất chi là hay. Rồi bây giờ làm sao mà gỡ ra trong khi tay cầm cái điện thoại. Chung là vừa rồi Hà Nội mưa liên miên thì không thể đi câu được, thèm giật quá mua cái cần con để câu này. Xuống đây ngồi giật mấy cái rô phi cho nó đỡ buồn. Lắm muỗi quá, này chắc là ngồi câu mấy con nữa để về thì ta lắm muỗi lắm. Đây đang sốt xuất huyết, có dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội. Rồi, ok. Giờ đây ngồi giật mấy cái cho đỡ nhớ thôi. Đây anh em này chuẩn bị test nha. Xuống đầu cần luôn. Phát nick ngay mà. Đấy, sập sập ngay. Mút, đóng. Ui, to 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 to. Đấy, đấy, anh em này còn to lên là chạy rất gì là sướng vậy. Đấy, cần nó cong vút này, như này. Đấy. À. Ôi giời, nó đóng thủng thẳng vào đầu luôn.
anh em. Đây. Rất chi là khoái. Đấy, còn bé nó được con bằng 4-5 ngón tay giật dễ mầm. Lấy tôi còn quên rồi, chưa động khóa này, may không mất. Thôi tôi giật nốt một phát này nữa rồi ngồi tập trung câu một lúc thì tôi không quay phim nữa. Như này thì khó câu lắm, một tay quay phim một tay câu cá như này thì rất chi là khó. Này không có ai đi theo cả, mấy thằng cô em uống rượu say hết cả rồi, không quay phim được. Đấy, mồi. Đấy. Anh em khi nắm mồi câu rô phi ở đầu cần này, nắm rè rè nó ra như này thì cá nó sẽ nhanh vào hơn. À, ok, nhìn này. Lại tiếp tục nha. Click luôn. Đấy. Rồi ok, thôi tôi không quay phim nữa. Nên này thì rất một tay cầm cần xong này về mồi một tay quay phim thì rất chi là khó. Thôi tôi không quay phim nữa, dừng cái test lên đây thôi. Nói chung là cái cần bé nó giật rất chi là hay. Hôm nay là nhà nào có trẻ con thì cho mua cho đi câu thì cũng hay phết. Rồi ok, chào anh em. Dây bẩn quá. Sản phẩm này cũng phải 3 cân. Đang ở đấy á. Quán nước ở đâu? Cuối phòng.